Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc phổ biến nắng ráo vào ban ngày, nhưng dự báo về đêm, mưa rông sẽ xuất hiện trở lại. Cụ thể, sau một ngày trời có nắng từ sớm, nhiệt độ tăng cao, phổ biến vào khoảng từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có điểm nắng nóng cục bộ với mức nhiệt trên 36 độ. Thì từ đêm ngày hôm nay sang tới ngày mai, thời tiết Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến bởi một khối không khí mát phía Bắc sẽ có quá trình dồn xuống phía Nam. Nén rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống, gây ra mưa rào và dông diện rộng trở lại. Cục bộ sẽ có những điểm có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến ước tính sẽ đạt từ 30-70mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Đi kèm theo là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sẽ có mưa nên nền nhiệt độ trong ngày mai trời giảm, trời chuyển mát mẻ với cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 24-27 độ. Còn đối với khu vực Trung Bộ, hôm nay thời tiết vẫn ổn định, trời có nắng, nhiệt độ trưa chiều tăng cao, toàn vùng phổ biến từ 32-34 độ. Riêng đối với vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa tới Phú Yên xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ lên cao 35-37 độ. Cũng từ ngày mai, rãnh mây dông ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, gây ra mưa rải rác, cục bộ vẫn có những điểm mưa khá, kèm theo dông và gió giật mạnh. Sang tới ngày 6 tháng 5 thì mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Ngày mai mưa cũng có xu hướng gia tăng ở khu vực Nam Trung Bộ bởi tác động của vùng nhiễu động từ biển thổi vào, nhưng người dân ở khu vực này cũng cần lưu ý đề phòng. Còn đối với khu vực Trung Trung Bộ, không có hình thế gây mưa nào tác động, nên ở đây vẫn phổ biến là có nắng nhiều với nhiệt độ là từ 33-35 độ, riêng khu vực vùng núi phía Tây còn có nắng nóng trên mức này. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào, nên từ chiều tối nay, mưa dông có xu hướng tăng hơn và tập trung ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có những điểm có lượng mưa khá, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển Nam Bộ, cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh, nên bà con khu vực này cần hết sức chú ý. Sẽ có mưa nên nền nhiệt trong cả 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 29-32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30-33 độ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, trời nắng, đêm nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, gió Nam Đông Nam, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 20-23 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi có mưa rất to, gió Nam Đông Nam, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Đông, Đông Nam, phía Nam gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm chuyển gió Đông cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam Đông Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.